Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Thích ứng an toàn được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh BRT. Tôi là Ngọc Diệu, đồng hành cùng với quý vị trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, Pfizer là vaccine COVID-19 duy nhất được phê duyệt tiêm cho nhóm tuổi từ 5 đến 11 tại Mỹ. Tuy nhiên, theo dữ liệu mới công bố từ Cơ quan Y tế bang New York, Mỹ, hiệu quả của vaccine Pfizer trên trẻ từ 5 cho đến 11 tuổi kém hơn so với khi tiêm cho thanh thiếu niên hoặc là người lớn. Theo kết quả nghiên cứu được thực hiện trên hơn 850.000 trẻ 12 đến 17 tuổi và hơn 360.000 trẻ 5 đến 11 tuổi trong giai đoạn 13 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. Hiệu quả bảo vệ khỏi nguy cơ mắc COVID-19 ở trẻ 5 đến 11 tuổi giảm từ 68% xuống 12%. Ở nhóm 12 đến 17 tuổi giảm từ 66% xuống 51%. Trong khi đó, hiệu quả chống lại nguy cơ nhập viện của vaccine giảm từ 100% xuống còn 48% với trẻ 5 tuổi và giảm từ 85% xuống còn 73% ở trẻ 12 đến 17 tuổi. Các nhà khoa học giải thích nguyên nhân của việc này là do trẻ 5 đến 11 tuổi chỉ được nhận 1 phần 3 liệu vaccine Pfizer so với thanh thiếu niên và người lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh trẻ em vẫn nên tiêm vaccine COVID-19 để bảo vệ trẻ trước các nguy cơ của đại dịch. Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Cuba cho thấy trẻ sơ sinh có mẹ từng mắc COVID-19 hoặc đã tiêm chủng vaccine có kháng thể chống lại căn bệnh này. Các chuyên gia Cuba đã tiến hành nghiên cứu dựa trên phép đo kháng thể ở trẻ sơ sinh có mẹ từng mắc COVID-19 và trẻ có mẹ đã tiêm vaccine. Kết quả sơ bộ cho thấy có sự chuyển giao kháng thể chống virus SARS-CoV-2 từ mẹ sang con. Nghiên cứu khẳng định các em đã có kháng thể thông qua tiêm chủng, được hưởng miễn dịch thụ động và vì thế được bảo vệ tốt hơn trước dịch bệnh. Dù nghiên cứu tương tự đã được một số cộng đồng khoa học trên thế giới thực hiện, song công trình của các nhà khoa học Cuba đã xác định được mức độ tồn tại của kháng thể theo thời gian và một số điều kiện khác, cũng như sự hiện diện của kháng thể trong sữa mẹ. Với kết quả nghiên cứu này, các nhà khoa học Cuba khuyến cáo phụ nữ mang thai cần tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19. Đại dịch COVID-19 đã gây hậu quả nặng nề về sức khỏe tâm thần. Đây là nhận định mới được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra, đồng thời chỉ ra rằng số trường hợp mắc các bệnh về tâm thần như là lo âu, trầm cảm đã tăng tới hơn 25% trên toàn cầu. Cụ thể báo cáo khoa học mới xác định rằng chỉ riêng trong năm 2020, số ca mắc hội chứng rối loạn trầm cảm trên thế giới tăng 27,6% và số ca mắc chứng rối loạn lo âu tăng 25,6%. Những nơi ghi nhận tình trạng gia tăng cao nhất là những nơi ghi nhận tỷ lệ ca mắc mới hàng ngày và tình trạng hạn chế di chuyển ở mức cao. Trẻ em gái và phụ nữ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề hơn nam giới. Người trẻ, đặc biệt trong nhóm tuổi từ 20 đến 24 chịu tác động nghiêm trọng hơn người cao tuổi. Đáng chú ý, WHO cũng chỉ ra cuộc khủng hoảng COVID-19 đã cản trở đáng kể các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và làm dấy lên lo ngại về tình trạng gia tăng các ca tự tử. We have Kính thưa quý vị, công ty điện lực Bà Rịa chúng Tàu đang tiến hành thay thế công tơ điện cho khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh. Việc thay thế toàn bộ công tơ điện đợt này là sẽ mang lại hữu ích cho khách hàng trong vấn đề an toàn và cũng đáp ứng yêu cầu của ngành điện trong việc chuyển đổi số. Tuy nhiên, lợi dụng hoạt động hiển phí này của ngành điện trong tình hình người dân đang có tâm lý lo ngại dịch Covid-19 nên chưa kịp tiếp cận cơ quan điện lực để biết thông tin. Nhiều kẻ lừa đảo đã gọi điện thoại đến người dân để đòi tiền chi phí thay công tơ. Hiện công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng 430.000 khách hàng. Công ty đang tiến hành đợt thay công tơ điện nhằm tránh thất thoát điện, đảm bảo an toàn điện cho khách hàng và đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số, đo đếm từ xa. Hiện công ty đã triển khai thay mới trên 250.000 công tơ điện. Còn lại khoảng 180.000 công tơ cơ khí sẽ được từng bước thay thế sang công tơ điện tử. À, hiện nay thì đối với công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu thì chúng tôi có khoảng 430.000 khách hàng với 400 gần 450.000 công tơ điện trong đó thì chúng tôi cũng đã thực hiện thay trên 300.000 cái công tơ điện tử còn dự kiến khoảng 100 80.000 cái công tơ cơ khí thì dự kiến năm 2022 chúng tôi cũng từng bước thay thế dần các công tơ cơ, cơ bằng cái công tơ điện tử hoàn tất trong năm 2022 để đáp ứng cái nhu cầu chuyển đổi số về hệ thống đo đếm từ xa như vậy là 100% hoàn tất cái hệ thống đo đếm công đây là hoạt động miễn phí của ngành điện, tuy nhiên có một số kẻ lừa đảo đã nhân cơ hội này gọi điện thoại cho người dân và đòi tiền đã xảy ra trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và các huyện. Ngành điện đã phối hợp với lực lượng công an để truy bắt và cảnh báo đến người dân là khách hàng sử dụng điện. Người dân lưu ý một số điện thoại lừa đảo thường có đầu số 00181. Việc trái tiếp xúc gần giảm giao tiếp trực tiếp nhằm phòng chống dịch an toàn giữa nhiều cơ quan doanh nghiệp công ích với người dân cũng khiến nguồn thông tin giữa hai phía bị hạn chế, đặc biệt với một bộ phận người dân chưa biết sử dụng công nghệ thông tin. Vì vậy, nhiều nhóm lừa đảo lại tận dụng tình trạng này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đề nghị người dân cẩn trọng và theo dõi thường xuyên thông tin chính thống trên các phương tiện truyền thông của tỉnh. Kính thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng cao. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quyền thị xã thành phố tuyệt đối không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch, thường xuyên theo dõi tình hình, triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn về phòng chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo tỉnh trên địa bàn lĩnh vực được phân công phụ trách. Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị người dân, doanh nghiệp chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K để giữ an toàn cho chính mình và cộng đồng, nâng cao trách nhiệm trong việc tự xét nghiệm test nhanh COVID-19 khi có các biểu hiện nhiễm bệnh và thông báo kịp thời cho các cơ sở y tế gần nhất để hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tiếp tục ủng hộ công tác tiêm chủng vaccine mũi 3 phòng COVID-19 của tỉnh theo tinh thần. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế, đảm nhiệm công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Mỗi người dân, gia đình, tổ chức, doanh nghiệp cần phải cảnh giác, điều chỉnh thói quen để thích ứng an toàn trong tình hình mới. Người dân không nên chủ quan khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, kể cả đã tiêm mũi tăng cường, vì tiêm vaccine không có nghĩa là miễn nhiễm với dịch bệnh và không lây nhiễm cho người khác khi mắc bệnh kính thưa quý vị chương trình thích ứng an toàn đến đây xin phép được khép lại cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt